thí sinh đã bùng cháy hết mình với ngọn lửa rock and roll. Từ những đạo cụ bắt buộc, các thí sinh và biên đạo đã thỏa sức sáng tạo ra những câu chuyện đặc sắc. Cặp đôi già gớn dí dỏm Huyền Thanh, Quang Đăng đã xuất sắc chinh phục ban giám khảo với điểm số tối đa. Ở vòng nguy hiểm, Anh Khoa, Minh Thảo và Ảnh Nguyệt là những thí sinh khiến ban giám khảo phải cân nhắc rất kỹ lưỡng. Do tình trạng sức khỏe không ổn định, Ảnh Nguyệt đã phải nói lời chia tay với chương trình. Đêm nay, ai sẽ phải chia tay với cuộc chơi? Đón xem Bước Nhảy Ngàn Cân đêm thi thứ 7 ngay bây giờ. Nếu biết trước em không hề hối tiếc, anh nơi đây sẽ không mong chờ. Bao yêu thương đam mê cũng sẽ rời xa. Có những lúc anh nghe dòng nước mắt đang trôi theo những bước chân người. Con tim yêu đương ơi, dáng đi thật sao? Em đâu hay tim anh chỉ có anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ. Em ra đi mang theo bao khát khao, còn gì cho nhau? Mai rời xa tình còn nghe xót xa. Mai rời xa đường mình ta với ta. Mai rời xa đời bình yên vắng em. Anh sẽ hoài cô đơn hỡi em. Khóc đi con tim dại khờ, tình yêu sẽ qua. Thôi tình ơi xin ngủ yên giấc mơ êm đêm. Đồng xin gửi lời chào quý vị rất nhiều. Hôm nay Hưng đi quay về thì cái giọng không Hưng làm loạn à. Em đi hát anh. Có mấy đứa em nó bắt chước nó thích quá thì nó hát câu nghe không coi chơi coi. Để biết trước em không hề hối tiếc. Thôi thôi con nghỉ đi. Anh ở đây sẽ không lâu chưa. Thích làm Vĩnh Hưng hả? Dạ thích cái làm có Hưng. Là gì? Là đừng có ham á. Đinh Ngọc Diệp với John Huy đâu rồi? Đinh Ngọc Diệp, John Huy. John Huy và Đinh Ngọc Diệp mến chào quý vị khán giả đến với chương trình Dance Your Set Up Bước Nhảy Ngàn Cân. Và kính thưa quý vị, vì sao chúng tôi lại lựa chọn tiết mục vừa rồi để mở màn chương trình ngày hôm nay? Bởi vì chủ đề của ngày hôm nay đó chính là chủ đề thần tượng. Và thử thách của các thí sinh chắc chắn cũng là chủ đề thần tượng. Vậy thì không biết các thí sinh của chúng ta có ước mơ được hóa thân vào thần tượng của mình hay không? Mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn video clip sau. Gặp anh đêm ấy làm lòng mình như ngây dại. Từ trong phút giây biết em đã yêu anh từ lúc này. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu anh, xin em hãy cứ tin.
Em thích nhất là chị Thùy Chi. Khi mà nghe giọng ca của chị ý, em cảm thấy thật sự là bình yên. Cái thế giới của mình đã khác hẳn, tách biệt riêng với thế giới bên ngoài. Thân mến, quý vị xem đài có thể trúng thưởng những giải thưởng của chương trình nếu như quý vị dự đoán được tiết mục ba vị giám khảo của chúng tôi yêu thích nhất. Bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp BN khoảng cách mã số tiết mục gửi về 6370. Và kính thưa quý vị, mỗi cặp đôi đều có mã số tiết mục, đó chính là từ 1 tới 7. Nếu như quý vị yêu thích cặp đôi nào, hãy bình chọn nếu trùng khớp với yêu thích của giám khảo, quý vị sẽ nhận được 10 triệu đồng. Thời gian bình chọn được tính từ sau khi kết thúc tiết mục đầu tiên cho đến khi kết thúc tiết mục cuối cùng. Và tổng đài của chúng tôi sẽ ngẫu nhiên chọn ra số thuê bao trúng thưởng. Và kính thưa quý vị, tuần vừa qua đã có những cặp đôi trình diễn hết sức gây cấn, hết sức hồi hộp. Và những tiết mục của họ vô cùng hấp dẫn và ấn tượng. Chúng ta hãy chờ xem ba vị giám khảo của chúng ta đã yêu thích cặp đôi nào nhất. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Tuần trước thì tôi ấn tượng và tôi thích cặp đôi của Quang Đăng và Huyền Thanh. Cặp đôi mà tôi nói là làm cho các cụ già cũng cảm thấy mình trẻ lại. Vâng, em cũng không ngoại lệ, giống y chang Linh. Vậy thì anh Trần Huy? Đồng ý. Và như vậy, chúng tôi xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại, chính là chủ nhân của món quà mà chương trình gửi, vì đã có dự đoán trùng khớp với cặp đôi mà ba giám khảo yêu thích. Hãy tiếp tục dõi theo hành trình của chúng tôi và dự đoán tiết mục ba giám khảo yêu thích nhất để có cơ hội trúng thưởng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại cách tính điểm như sau. Điểm bình quân của ba vị giám khảo cộng với phần trăm giảm cân tuần vừa qua của thí sinh sẽ ra tổng điểm mà các bạn ấy nhận được. Và thí sinh có tổng số điểm thấp nhất sẽ buộc phải chia tay với chương trình. Và kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy trên video clip, tất cả các thí sinh đều hóa thân vào một thần tượng. Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là nhạc Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một thí sinh đầu tiên. Thí sinh đầu tiên bước ra đây là thí sinh có chỉ số giảm cân cao hơn những người còn lại. Và chỉ cần là phải nhảy giỏi và chinh phục quý vị khán giả thì thí sinh đó sẽ yên tâm để có một cái ghế an toàn để tiếp tục với những vòng sau. Đinh Ngọc Diệp, em có yêu thích nhạc của anh Đàm Vĩnh Hưng không? Nói chung là anh hát là em yêu bất kể bài nào. Ồ vậy hả? Vậy gần đây nhất là bài nào? Kể ở đây thì dài thiên thu bất tận. Không có dài, bài nói hát. Chung là em mê anh Hưng không chỉ ở giọng hát mà là còn ở ngoại hình và tính tình của anh nữa. Mà em thích cái con người và cá tính và cái tâm hồn của anh nhiều hơn. À, ghê thiệt. Còn anh, thần tượng của anh là ai? Về âm nhạc là anh thích nghe nhạc của anh Đàm Vĩnh Hưng. Còn về hài kịch thì khỏi nói cũng biết rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên. Đó chính là anh Khoa. Ca sĩ Lý Hải luôn luôn là một thần tượng rất lớn đối với mình. Mình nhớ hồi nhỏ rồi mình đã được chụp hình chung với chú ấy. Thật sự cái cảm giác lúc đó mình rất là vui. Vui lắm. Anh mong có em bao ngày qua.
anh mong có em khi tình xa, dù bao giấc mơ trong lòng ta, trọn đời nguyện yêu em mãi. Khoa, chị xin em đừng có điên nữa, em đừng có đơ nữa, và đừng có đảng, đảng là đảng trí đó. Em bình thường giùm chị nha, nha, đừng có đảng trí nữa nha Khoa, xin em đó nha Khoa. Một phần nhờ những lời la đó mà mình có thể vượt qua để mà hoàn thành tốt những cái bài diễn vừa rồi, để cho mình có mặt ở top 7 lần này. Chủ đề tuần này là chủ đề nhạc Việt. Cái điều khó khăn của mình đó là mình chưa biết gì về tango, và cái nhịp của nó rất là khó nghe, và kỹ thuật của nó thì cực kỳ cao. Mình muốn thử thách bản thân của mình nhiều hơn để mang đến màn trình diễn cho khán giả nhiều màu sắc hơn. Và bây giờ xin mời ban giám khảo nhận xét phần trình diễn của anh Khoa. Xin mời anh John Huy ạ. Bài mở màn hôm nay rất là hot, sexy, tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Lúc nãy anh cảm nhận cái điều yêu, cái điều đam mê, cái điều ghét, bạo lực, tất cả mọi thứ hai bạn thể hiện trên cái sân khấu này rất là thành công. Và chị Ốc lấy cái khăn và bịt mắt của anh Khoa thì đúng, anh hơi lo lắng tại cái ánh mắt là một cái phần rất là quan trọng lúc mình diễn. Nhưng mà không hiểu tại sao, nhưng mà cái điều đó giúp cái tiết mục và giúp cái diễn mà cái gương mặt của anh Khoa sáng hơn. Mấy cái động tác tango, cái sự kết hợp với nhau, cái frame lúc mình đó, nó phải rất là chắc. Anh rất là ngạc nhiên về em. Và Ốc thì anh biết em có một cái vấn đề đúng không, em bị chấn thương chân. Và tại anh thấy ở phía sau thì em bo lại cái chân thì anh cũng hơi lo lắng. Và chắc đó là tại sao em không có mang giày cao gót. Nhưng mà không có thấy vấn đề gì với cái chân của em hôm nay. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn anh John Huy ạ. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Cho nên nhận xét về anh Khoa thì nó có cái vụ mà bịt mặt lại thì thấy cái mặt sáng hơn. Thôi thì bây giờ em muốn mặt em tối hay sáng? Nếu muốn mặt sáng thì cứ bịt dậy ra đường. Sao lạ vậy? Không, tại bình thường mấy tuần trước thì em thấy cái mặt lúc Khoa diễn thì hơi đơ. Nhưng mà hôm nay thì bịt mắt thì mình thấy nguyên cái phần ở đây nè. Anh lại mình thấy rõ hơn. Vậy là em không cần biểu hiện trong cặp mắt. Tức là bây giờ rút kinh nghiệm, mời mốt bịt mắt lại ngại. Chỉ cần thể hiện là anh Huy em thích rồi. Còn anh Hoài Linh thì thấy như thế nào ạ? Còn riêng tôi thì trước tiên nói về Ốc đi nha. Càng lúc anh thấy anh càng thương em, anh càng quý em, anh càng thích em hơn. Tại vì thật sự ra đối với Khoa thì em đã làm rất là tròn trách nhiệm của một người partner, một người chị. Nếu mà em lơ là thì chắc chắn là những cái động tác đó Khoa không thể nào mà thực hiện mà tốt như vậy được đâu. Tango là một cái điệu nhảy nó khá là dứt khoát. Có những cái động tác mà tụi em làm nó rất là đẹp mắt.
Kể cả cái phần bưng bê cũng vậy. Duy chỉ có khúc đầu nó hơi chệch chọt chút xíu cái lúc mà bê em lên ngay cái phần đầu á, nhưng mà thoáng qua rất là nhanh. Tại vì tụi tôi ngồi trên đây buộc tụi tôi phải soi thôi. Em nhớ là cái lúc mà bị loạn choạng là ánh mắt ốc có vẻ không hài lòng. Thì dĩ nhiên là ốc là người bị động, bởi vì khi em nằm trên đó là em bị động rồi. Thì khi Khoa không chủ động được, không làm chủ được cái bản thân mình để nó chệch chọt cái đó, thì dĩ nhiên là bắt đầu em có sự lo lắng, không hài lòng là đúng. Bởi không biết là sau cái chệch chọt đó cậu ấy có bị mất tinh thần và làm những cái tiếp theo không. Nhưng mà Khoa lấy lại được tinh thần. Bởi cái lúc em ngồi em quay lưng, quay mặt về bên này á, thì Khoa ngồi đằng sau lưng em thì em không thấy. Nhưng mà lúc đó đó thì nó hơi bị chệch qua bên chút xíu, cậu ấy tự chỉnh lại, rất là bình tĩnh để sửa lại. Đó là một cái mà mình rất là cần. Cảm ơn anh Khoa, cảm ơn Ngọc Thanh Vân nha. Cảm ơn anh Hoài Linh. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Tôi lại thấy rằng là cái tango nó không hề lạ lẫm, không hề khó đối với em. Đặc biệt là ốc thì không cần phải nói nữa. Từng cái bước nhảy, từng cái ánh mắt và tất cả những cái bưng bê và cái phách nhịp các bạn đặt để cực kỳ chính xác như máy. Tất cả những động tác nó làm cho người ta đi từ sự chờ đợi này sang sự chờ đợi khác. Rất rất thích luôn. Chỉ cần một chút mạnh mẽ của Khoa nữa thôi. Đó. Nó phải bằng được với ốc đó. Thì mới thấy là bài này sẽ là tuyệt tuyệt vời luôn. Một bài thi ấn tượng mở màn với tuy ngắn thôi làm cho người ta tiếc nuối. Đó là cách chơi rất thông minh. Để người ta phải tiếc nuối và còn thèm muốn xem mình diễn nữa. Chúng tôi còn đang tiếc nuối đây. Một bài diễn mở màn rất thuận lợi và tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn bà giám khảo. Và bây giờ là phần cho điểm thí sinh anh Khoa. Mời anh Trần Huy Trần ạ. Anh chấm bài này 8 điểm. Xin cảm ơn anh. Mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. Và anh Hoài Linh. 9 điểm. Điểm trung bình ban giám khảo dành cho anh Khoa là 8,7 điểm. Chúc mừng bạn. Là thí sinh đầu tiên bước lên chiếc cân kia, chắc hẳn là bạn cũng rất là hồi hộp xem mình đã giảm được bao nhiêu cân trong tuần qua, đúng không? Mời hai bạn cùng bước lên phía trước. Thí sinh anh Khoa, cân nặng cũ 90,7 cân, cân nặng mới 87,9 cân, giảm 2,8 cân, tương đương 3,1%. Tổng điểm của anh Khoa, bạn có hồi hộp không? Tổng điểm của bạn là 11,8 điểm. Chúc mừng. Như vậy là thí sinh đầu tiên đã vừa vượt qua phần thi một cách rất là ngoạn mục. Số điểm rất là cao, 11,8. Trước khi mời thí sinh bước ra đây, Ngọc Diệp xin được phỏng vấn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Anh Trường Giang trở thành thần tượng của rất nhiều người từ cái vai diễn tên là Mười Khó. Nhưng mà đó là một cái vai diễn rất khó, một người cha khó tính. Làm sao anh có thể có được những cái kinh nghiệm cho cái vai diễn xuất sắc như vậy ạ? Tất cả những kịch bản mà Trường Giang đóng chung với anh Hoài Linh á, thì câu chuyện đó nó đều ở ngoài đời hết. Tuy nhiên hai anh em bàn với nhau thì có một cái nhìn khác những người khác, tức là nhìn những câu chuyện đó ở góc độ hài hước. Và sau khi nhìn ở góc độ hài hước thì sẽ mang về một bài học đúng đắn nhất. Cái đó là lấy mẫu số chung của tất cả những người cha ở miền Trung cộng lại. Có lúc thì hiền, có lúc thì khó, có lúc thì dữ, có lúc thì bắt bẻ. Còn người cha ruột của anh Trường Giang thì như thế nào, có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được không? Đã nói về cha thì không người cha nào mà trong mắt con cái không tuyệt vời hết. Anh giống ba điểm nào? Đẹp trai. Còn gì nữa không? Lùn. Không, ba em cao lắm, anh Linh biết, ba em cao lắm. Có người làm chứng. Sao em xui vậy? Nói chung là cay đắng, xấu, buồn bã, đau thương ở gia đình là anh nhận hết. Sao tự nhiên bữa nay nói chuyện thật thà dễ sợ luôn á? Dạ, tại vì mấy anh chị anh của anh thì giờ đi làm hết rồi. Ai cũng có vợ đẹp, cũng có con khôn hết rồi, chỉ có mình anh là còn đứng bên cạnh em. Thôi cũng chia buồn với anh, hy vọng là anh sẽ cực sớm có tin vui. Và phải hóa thân vào một cái vai diễn Mười Khó là một cái nhân vật một người cha như vậy thì chắc chắn anh dành rất nhiều tình cảm và yêu thương và gần gũi với người cha như thế nào thì mới đóng tốt như vậy. Đúng rồi. Em tin chắc rằng tiết mục sau đây anh Trường Giang cũng sẽ rất đồng cảm, bởi vì thí sinh đó cũng có những tâm sự dành cho người cha của mình. Và đó chính là Nguyễn Tháp. Mình thích nhất đó là anh Tuấn Hưng, thì anh luôn thể hiện ra cho mình là một phong cách rất là nam tính, con người rất là chuẩn, vô cùng quyến rũ đối với cả phái đẹp. Nắm tay anh thật chặt,
giữ tay anh thật lâu và hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Ôi chết ông, đến đâu tao rồi, mọi người đi trước à? Không thể nào chịu được nổi. Không tập trung. Khi mà nhảy á, thường tháng sẽ em có thích nhảy đâu mà chị cứ bắt em nhảy thế. Ôi trời ơi, mỗi lúc như thế là thực sự là ngồi anh không biết phải làm gì cả. Nhắc tay này, thắng đi tay này. Nhắc chân này, thắng đi chân này. Chị có một cái rất là buồn cười. Đó là cái khi mà chị tức giận thì chị lại gọi mình là em và chị xưng là chị. Cái điều đấy làm mình khó hiểu, không biết là lúc nào thì chị thực sự là đang giận dữ vì mình và lúc nào chị đang vui vẻ với mình cả. Mình và chị Ngọc Anh đã lựa chọn một bài hát vô cùng cảm xúc nói về tình cha con. Cô bé này luôn luôn than trách cha mình không đem lại cho cô bé một cuộc sống ấm no hạnh phúc như những đứa con khác. Bằng những cái biểu lộ cảm xúc, bằng những động tác nhảy, mình sẽ cố gắng đem lại cho khán giả và ban giám khảo một bài diễn đầy cảm xúc về tình cha con. Cháy nắng vai cong nhấp nhô buông đôi chân ông đạp qua bao phố phường giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn bữa cơm no chiếc áo mới đến trường đứa con nào đâu thèm nghĩ xuôi ngày qua chỉ trách cha cơ hàn nó luôn mong ước như chúng bạn và cha của nó không là ông. Ngày con bé xíu, cha thương cõng con, nhưng lo toan đè trên đôi vai gầy. Rồi con vững bước, cha luôn dõi theo, gánh ưu tư đè lên đôi chân trần. Mãi mê hóc đòi cùng bao người, mà con nào biết cha hào gầy. Lánh xa người cha già cơ hàn, vì lo sợ chúng bạn cười chê. Ngày mưa gió rét cha về túi không nỗi âu lo hằn sâu ánh mắt buồn nhà con bát cháo cha nhìn rồi bảo con hãy ăn đi cha đã no rồi. Và bây giờ sẽ là những nhận xét đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Câu chuyện rất hay, rất là ý nghĩa. Nhưng câu chuyện và ý nghĩa không có đủ. Mình phải thể hiện tốt, mình phải diễn tốt. Và thắng, em làm quá tốt. Rất hồn. Em cũng hết hồn. Giỏi lắm. Dạ. Biết hù người khác là giỏi rồi. Cái phần thể hiện trong cái bài này rất là mượt. Mấy cái động tác bê đỡ. Đây là cái lần đầu tiên em làm một cái bài nó không có dính vô khiêu vũ Latin Dance Sport hay gì cả. Và anh rất tự hào, em làm rất tốt. Xin cảm ơn anh John Huy ạ. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Tôi nhận thấy được là trong cái nét diễn của các bạn á, nó không phải là một cái bài diễn có beat nhịp 1, 2, 3, 4 để mà làm động tác tính toán theo khuôn, theo nhịp rất dễ dàng. Đây là một bài diễn tổng thể, nó đòi hỏi một cái sự xuyên suốt, trải dài và cái người diễn phải thả được cái hồn của mình vào đó một cách rất là sâu sắc mà nó dàn trải đều cho suốt cả bài hát để kể một câu chuyện rất đẹp, một sự dỗi hờn của một đứa con mù trách móc cha mình đã phải trải qua bao nhiêu cố gắng để cho con mình hiểu được cái tình thương. Hơn thế là ngoài cái động tác các bạn bảo đảm được với hình thể mỹ thuật ha, rồi cái cảm xúc, ánh mắt và những động tác nó rất là làm cho người ta không thể rời mắt khỏi các bạn được. Rất tuyệt vời, chúc mừng các bạn. Và sau đây sẽ là những nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Tôi lại nhận thấy như thế này này, với sự chăm sóc của một người cha đối với một người con mà bị khiếm thị như vậy đó, mỗi người nhìn theo một cách khác nhau.
tôi lại thích cái nhìn theo một cái cách này nè. Cái cô bé khiếm thị này, cô lại nũng nịu với cha mình, chứ không phải làm khó cha mình, không phải là trách móc cha mình, cứ nghĩ cha mình là không giàu có để lo cho mình thế này thế kia. Tôi nghĩ đó là một sự nũng nịu rất dễ thương của một cô bé khiếm thị khi được người cha thương yêu và chiều chuộng lo lắng. Thì tôi thấy cái đó nó hay, nó sẽ hay hơn rất nhiều. Và tôi nhìn bằng cái góc cạnh đó. Và ngày hôm nay đối riêng với Thắng thì chú nhận thấy là Thắng vào cái vai này rất là tốt. Ngọc Anh cũng đã hỗ trợ cho Thắng từng cái động tác. Mặc dù là cô gái này cô bị khiếm thị đó, nhưng mà trong cái cơ mặt của em biểu diễn đó, thì anh thấy nó có một chút dỗi hờn, nó có một chút buồn mang mát, nó có một tức là tất cả những cái gì mà cảm xúc thì em đều biểu lộ được. Và cái quan trọng là cái thần mắt em vẫn diễn là một người khiếm thị nha. Và cái điều đó đã làm cho tôi nghĩ là cũng là một cái động thái để cho Thắng cảm thấy truyền cái lửa qua cho mình, để cái bài của các bạn rất dễ thương và rất tuyệt vời, rất ý nghĩa. Một cái tình phụ tử rất là đẹp. Xin cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Và sau đây là số điểm đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần. 9 điểm. Wow! Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. 9 điểm. Và con số cuối cùng thuộc về giám khảo Hoài Linh. 9 điểm. 9 điểm. Như vậy, điểm trung bình của hai bạn là 9 điểm, quá cao. Và bây giờ nhiệm vụ rất đơn giản, 7 bước chân sẽ tìm ra con số. Xin mời. Cân nặng cũ của Nguyễn Thắng là 82,2 cân và cân nặng mới là 80,4 cân. Bạn giảm được 1,8 cân, tương đương 2,2%. Tổng số điểm của Nguyễn Thắng 11,2 điểm. Chúc mừng. Như vậy là đã có hai thí sinh nhận được số điểm rất cao từ ba vị giám khảo của chúng tôi. Trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta nghỉ giải lao trong giây lát. Chào mừng quý khán giả quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Off, bước nhảy ngàn cân. Anh ơi, lỡ mà có ai lầm lỗi gì với anh thì anh có dễ dàng bỏ qua cho họ không? Đã là con người thì không ai không lỗi lầm hết. Và khi họ lỗi lầm thì mình cứ lấy nụ cười để giải quyết tất cả vấn đề. Có nghĩa là ai chọc anh giận, anh cứ cười cho họ vui. Đúng rồi, chỉ cười, nụ cười có thể xóa tan tất cả. Wow. Giống như những ngày hôm vừa rồi là em làm anh buồn rất nhiều, nhưng mà anh vẫn cười với em mỗi ngày. Nhưng mà trong lòng anh có bỏ qua không, có dễ tha thứ? Hãy bao dung, khi bao dung thì mình được nhiều hơn là mất. Trời ơi, hôm nay mặc đồ đẹp mà còn hả? Tốt bụng thiệt á. Chỉ cần có một người nói là hãy tha thứ cho em, anh bỏ qua hết. Bộ có nhiều cô gái lầm lỗi với anh lắm sao? Không, lỗi lầm toàn anh mang lại cho phụ nữ. Vậy mỗi lần như vậy thì anh nói gì với người ta? Hãy tha thứ cho anh. Và quý vị khán giả thân mến, chủ đề nãy giờ Ngọc Diệp với Trường Giang đề cập cũng chính là tựa đề ca khúc Xin Hãy Thứ Tha của thí sinh sau đây. Mời quý vị hãy cùng gặp gỡ anh Kiệt. Mình rất thích là ca sĩ Phương Thanh, tại vì chị Phương Thanh thì rất là cá tính, đi cái tướng đi rất là men. Mình còn thích một cái điểm nữa là cái mụn ruồi của chị Phương Thanh rất là duyên. Ngồi nhìn chiếc lá rung rơi theo cội nguồn, lá rơi lá rơi. Dậy tập anh ơi, dậy đi tập, dậy từ giờ. Kiệt có một vài thời xấu, không có ôn bài mà Kiệt hay đi ra soi gương nặng mụn. Em rất mệt chị Thảo à. Tập đến nỗi mà mình rất là mệt luôn, nhưng mà chị vẫn chưa thấy đủ. Cái điểm thoải mái ở tuần này đó là nhạc Việt. Mình sẽ dễ nghe hơn, dễ cảm hơn. Cái khó khăn của mình đó là cái cách thể hiện động tác, tại vì lyrical challenge rất là cảm xúc. Khi mà diễn tả cái cảnh chia ly nó phải níu kéo như thế nào và nó dằn dặt dây dứt, mạnh mẽ. Nhưng cũng có lúc yếu đuối, mình sẽ cố gắng sử dụng kỹ thuật và cái diễn xuất của mình để hoàn thành bài nhảy và đem tới cho quý vị khán giả và mọi người một cái bài nhảy thật tốt. Thank you.
Ban giám khảo Hoài Linh ạ. Tôi chia cái bài này ra làm hai phần. Cái phần sau là cái phần cao trào của các bạn, tức là nó 30-70. Cái phần đầu nó còn hơi bị nhạt một chút. Và khi mà các bạn bắt đầu vào cái phần mà nó cao trào đó, nó lại mạnh mẽ quá sức. Nếu mà các bạn chia ra nó cân bằng 50-50 thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có những cái động tác mà các bạn tạo hình rất là khéo, và kể cả những cái mà nằm ở trên chân rồi. Về tổng thể thì bài diễn của các bạn cũng khá là tốt. Hôm nay thì thực sự ra Kiệt ở phần đầu thì em có vẻ nó hơi loạn trọn một chút. Tức là anh cứ chờ nó tới cái nó hụt xuống, nó tới cái nó hụt xuống. Thế là ráng cố gắng hơn nha. Cảm ơn các em. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Tôi thấy cái bài này các bạn đang dành cái sự diễn xuất nó nhiều hơn là phần nhảy. Tất cả những động tác khó đều giao cho Xuân Thảo hết. Hưng vẫn trông chờ một cái sự bùng nổ. Thật đặc biệt trong bài diễn này thì chưa thấy có điều đó. Nhưng mà tôi thích cái phần mà dùng cái gót chân á. Khi mà em đẩy lăn Xuân Thảo vào đó, đẩy ngược trở ra cũng bằng gót chân. Đó rất là khó làm. Dĩ nhiên múa là ngôn ngữ của cơ thể, của cái sự bày tỏ đó. Nhưng mà nếu như được, tôi vẫn thích phụ nữ được đối xử nhẹ nhàng hơn thay vì quăng ném như vậy và dùng chân đá hất gì hết, tội nghiệp quá. Tuy nhiên đó là một cái trò chơi khó mà các bạn tự đặt ra. Với cái bài này thì cái phần nhảy ngày hôm nay nó chưa được nhiều hơn thôi. Đúng rồi anh, chính xác. Cái năng lượng của hai bạn trên sân khấu nó rất là khác. Giống anh Hoài Linh nói là một bạn là 30, một bạn là 70%. Mình thấy nó cũng hơi khó chịu một tí. Và đúng là cái câu chuyện này nó rõ ràng y chang giống cái lời trong cái bài hát này. Và cái bài biên thì rất là tốt, nhưng mà cái phần thể hiện của Kiệt nó không mượt lắm. Trong mấy cái tuần vừa rồi đó, em đang nổi bật, xong tuần này em hơi trượt xuống một tí xíu. Và giống anh Đàm Vĩnh Hưng nói là nhảy múa là ngôn ngữ cơ thể. Và anh thấy rõ ràng cái gương mặt thì tụi em diễn rất tốt, nhưng mà mình phải cảm nhận, tụi em phải tạo ra cái cảm giác đó với cái động tác của các em. Quan trọng hơn là anh phải thấy cái đó và cảm nhận cái đó với Kiệt. Không phải một bài tốt nhất của em trong cái cuộc thi này. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ban giám khảo. Và xin mời ban giám khảo cho điểm thí sinh anh Kiệt. Xin mời anh John Huy. Hãy thử tha cho anh nha. 6 điểm. Xin cảm ơn anh. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Cộng thêm 1 điểm cho cái vấn đề mà dùng gót chân để đẩy diễn viên đó là 8 điểm. Xin cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và xin mời giám khảo Hoài Linh. Hôm nay tôi nói nhiều rồi, tính là không nói nữa, nhưng mà cũng phải có chút xíu để nhắc nhở em là anh biết em còn rất là nhiều cái em có thể làm được. Ráng cố gắng nha, anh gửi em điểm 8. Xin cảm ơn giám khảo Hà Linh. Điểm trung bình của anh Kiệt, 7,3 điểm. Đó mới chỉ là một nửa số điểm của bạn. Mời bạn hãy bước lên chiếc cân phía trước để khám phá xem cân nặng giảm của bạn trong tuần qua là bao nhiêu. Cân nặng cũ 123,2 cân. Cân nặng mới 120,6 cân, giảm 2,6 cân, tương đương 2,1%.
và tổng số điểm là 9,4. Xin chúc mừng. Thí sinh có số điểm cao nhất chính là anh Khoa và thấp nhất tính đến thời điểm hiện tại là anh Kiệt. Chúng ta còn rất nhiều thí sinh đang chờ đợi ở phòng chờ và hy vọng rằng kết quả sẽ có gì đó thay đổi. Bởi vì ngày hôm nay Ngọc Diệp có vinh dự đứng kế bên một nghệ sĩ tài năng là thần tượng của... Ngọc Diệp sáng nay muốn chia sẻ đến quý vị khán giả. Nghe nói là con đường nghệ thuật của anh Trường Giang ở thời điểm đầu khá là gian truân. Vậy thì lúc đó có ai ở bên cạnh anh để chia sẻ những tháng ngày khó khăn đó không? Trường Giang đến thời điểm này là rất may mắn. Cái lần đầu tiên mà diễn sân khấu chuyên nghiệp là diễn một cái vở kịch mà trong đó anh Hoài Linh là đóng vai chính. Trường Giang chỉ bước ra nói đúng một câu xong bước vô. Chưa bao giờ nghĩ rằng sau này sẽ được đi đóng kịch chung với anh Linh. Chứ không phải là ước mơ nha, chưa bao giờ nghĩ luôn. Lúc đó là bắt đầu đi diễn nhiều với anh Linh rồi. Thì lúc đó sau đó nói chuyện với anh Linh rồi gọi điện thoại rồi. Mà thường thường mỗi lần gọi điện thoại hay là nói chuyện với anh Linh thì anh cũng hay nói trước không à. Thất tình nữa hả mày? Lo làm không lo, yêu thàm chí. Thưa quý vị là cuộc đời nhiều khi nó đến mà mình nghĩ là ô, như một giấc mơ. Như một giấc mơ cũng chính là tựa đề của một tiết mục tiếp theo mà thí sinh sau đây xin được gửi đến quý vị khán giả. Đó chính là Thủy Tiên. Em thứ nhất là chị Thùy Chi. Khi mà nghe giọng ca của chị ý, em cảm thấy thật sự là bình yên. Cái thế giới của mình đã khác hẳn, tách biệt riêng với thế giới bên ngoài. Như một thiên thần, mà không biết là thiên thần béo thì có làm sao không nữa. Bài nhảy của mình tuần này mang cảm xúc buồn. Mình hy vọng hơn nữa là sẽ khóc theo bản nhạc đó. Chính vì thế là cần những động tác rất là chậm. Những cái động tác làm sóng hay là cái động tác mà mình phải co chân cùng Lâm hay là duỗi ra duỗi vào thì nhiều khi là bị chệch nhịp, thì có thể là mình sẽ dẫm vào Lâm. Anh Tân và Lâm luôn luôn la mình. Nhiều lúc thật sự mình cảm giác rất là khó khăn. Khi tập bài mỗi lần tập xong rồi làm sai á, cứ đứng ngơ ra nhìn, xong mà kêu làm tiếp, không chịu làm tiếp. Là một cái đam mê rất là mãnh liệt của Tiên. Đó là ngủ rất là nhiều, ăn rồi sao ngủ liền, rồi lúc tập có thời gian rảnh cũng ngủ. Thật to nào quý vị ơi. Bây giờ anh sẽ hỏi Thủy Tiên một điều nha. Em trả lời thật lòng nha. Tiên rất cảm xúc. Có phải vì Tiên đã nghĩ rằng nó giống với mối tình của Tiên đã từng xảy ra không? Thật ra thì khi bước vào chương trình này, Em xác định là em sẽ quên tất cả mọi chuyện và em hướng đến tương lai. Nhưng mà khi mà cảm xúc bài này vào thì
cứ giữ cảm xúc cho riêng mình. Bây giờ sẽ là những ý kiến của giám khảo Hoài Linh. Các bạn lúc nào cũng dễ thương trong mắt tôi. Cái quá trình của các bạn ngay từ cái buổi đầu bước vào cho tới bây giờ thì hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được cái ánh mắt của Sơn Lâm có chút giận hờn đối với cô gái mà em đang đứng cạnh, đó là Thủy Tiên. Và tất cả những ánh mắt mà ngay từ buổi đầu cho tới bây giờ thì đều là những ánh mắt rất là âu yếm. Nó dành cho nhau một cái tình cảm bạn bè rất là thân. Ở ngoài cuộc thi này, tôi vẫn cứ khen Sơn Lâm là một người bạn diễn có trách nhiệm. Chỉ cần trong cái ánh mắt của em nhìn người bạn diễn thôi, nó cũng đủ đẩy được cái cảm xúc cho người bạn diễn của mình. Ngày hôm nay anh mới thấy ánh mắt giận hờn của em, gương mặt giận dữ của em nó như thế nào. Nhưng mà cái bài này đó, nó cũng có một cái đoạn là khi mà cô này nằm mơ vật vã này, em lại trở về an ủi cô này, và cuối cùng em cũng lại bước đi và cô ấy chỉ là mơ. Tôi thấy hai em quá là dễ thương, thì cứ như vậy đi nhé. Hãy cố gắng hỗ trợ nhau, cố gắng giúp đỡ nhau trong cuộc thi này. Và khi bước ra khỏi cuộc thi, ráng cố gắng giữ cái tình cảm bạn bè như thế này. Mặc dù là ở hai miền Nam Bắc, nhưng mà anh nghĩ là các em vẫn gần được với nhau trong những sự chia sẻ, những cái buồn vui ở trong cái cuộc sống. Còn về cái bài biểu diễn của các em hôm nay thì nó có một cái riêng, đó là các em tạo khá nhiều cái bất ngờ cho chúng tôi. Cái bài này thì cảm ơn Ngọc Tân đã dựng cái bài này rất là dễ thương, và tôi cho bài này ngày hôm nay các bạn làm khá là thành công. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh John Huy ạ. Đúng rồi, cái bài này nó cũng có cái sự dễ thương. Và một cái là chúng tôi rất là quen, và chừng nào Tiên, chừng nào em lên sân khấu thì mình quen mấy cái câu chuyện vui và hài hước đó. Lúc em mới bước lên sân khấu, anh thấy em xúc động rồi, và anh rất là lo lắng, vì nếu mà em không có kiểm soát cái điều đó được, nó sẽ ảnh hưởng về cái bài của em. Nhưng anh thấy cái sự xúc động của em trong cái bài này, nó giúp cái bài này rất là nhiều. Và bài này đối với mấy cái bài trước rất là khó, quá khó luôn. Và em thể hiện cái bài này rất tốt, mấy cái động tác em làm nó rõ và sạch sẽ. Cái phần mình diễn xuất trong cái bài này rất là đầy đủ, kỹ thuật khó, bưng bê, em có bê đỡ và Sơn Lâm có làm một cái động tác bưng lên và quay nhiều. Và lúc đó anh sợ nếu mà xoay nhiều quá thì nếu mà em xuống, và lúc đó nó rất là mượt. Nguyên cái bài này đầu đến cuối mượt, anh cũng... Bất ngờ. Có wow không? Có wow không? Có thể... Wow nhẹ. Là lúc đó, tại lúc đó là hơi không phải là một cái wow như vậy, mà một cái wow ở trong. Tại lúc đó là anh xem anh hơi lo lắng, vì cái khách tụi em thể hiện nó nhìn rất là thật, hơi sợ luôn. Và cái cơ thể của anh cũng căng nguyên bài. Nên lúc tụi em sau anh cũng là wow. Yeah. Xin cảm ơn anh Trần Huy Trường. Các bạn đã chọn một cái màu sắc gần giống với một tiết mục ở phía trước đó, là cách nhảy đương đại, cảm xúc cũng được dàn trải từ đầu đến cuối bài. Về Sơn Lâm thì tôi nghĩ chắc là khó khen cũng dư thừa. Tất cả cái động tác của em nó rất là thoát, nó biểu cảm được đúng tinh thần của một cái người, cái nhân vật ở trong bài thi. Về bé Thủy Tiên, em đã cố gắng những động tác nằm bật dậy là đối với rất khó với một người có cơ thể như em. Em vẫn làm một cách rất là nhẹ nhàng. Tôi có chút bất ngờ, và tôi nghĩ là khán giả cũng bất ngờ, vì các bạn đã đánh lừa mọi người ngay bước đầu tiên khi mà em bê Sơn Lâm lên, chứ không phải là Sơn Lâm bê em, mà nó hoàn toàn hợp lý luôn. Cái hình ảnh Sơn Lâm mỏng dánh, được một cái nữ thần khổng lồ bưng lên rất nhẹ như cánh chim, rất dễ thương. Sau đó thì em lại là người xoay Thủy Tiên đấy 4-5 vòng rất là khó, và đặt xuống cũng rất ngay nhịp, không có bị trật, không bị loạn choạng. Tôi vẫn thực sự vẫn trông chờ một cái sự bùng nổ thật lớn hơn nữa trong cái bài thi này. Nếu được thì tôi vẫn mong một cái sự sáng tạo, một cái gì cao trào hơn nữa dành cho Thủy Tiên. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ.
Và sau đây là số điểm đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần. Tại thực sự cái này là lúc nãy là mình không có wow lớn. Tại cái này là một cái wow rất wow là im lặng. Wow một cái wow lòng. Trong lòng. Và cái wow này là 10 điểm. Wow! Oh. Bây giờ cái wow này wow. 10 điểm. Giám khảo Hoài Linh. Khi tôi xuống bút, Trần Huy liếc qua, gật đầu nhẹ cái. Tôi không có hỏi anh ấy nha. Anh nhìn anh tự liếc qua xong anh gật đầu. Chứ tôi không hỏi anh. Và số điểm tôi cũng ghi cho các bạn là 10 điểm. Wow. Xin mời đàn Minh Hưng ạ. Tôi thì vẫn còn trông chờ một cái gì đó ghê gớm hơn một chút xíu để thỏa đáng tôi hơn. Cho nên là mấy điểm? Tôi nghĩ là với con số mà tôi đưa ra cộng với hai vị giám khảo này, chắc chắn là các bạn sẽ là người dẫn đầu rồi đấy. Cho nên là dù cao hơn hay là thấp hơn một chút xíu, tôi chắc chắn nói đại cho rồi đi, tôi biết mấy rồi mà. Vâng. Anh Linh này, cái điểm của Hưng á, không có làm cho các bạn chủ quan, mà các bạn sẽ tìm một cái gì đó nó bật hơn nữa, cho bạn 9 điểm. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Vâng. Nếu nói về vấn đề chủ quan thì đối riêng với cặp này tôi chưa thấy lúc nào các bạn ấy chủ quan cả. Và khi tặng các bạn cái điểm này rồi, tôi đã nói trước rồi, các bạn lúc nào cũng phải cố gắng hơn nữa. Và cái sự lo lắng cho nhau đó, Sơn Lâm em có thể giúp cho Tiên ngày càng nỗ lực hơn để cho bạn ấy có cái thành quả tốt hơn. Điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Sơn Lâm và Thủy Tiên là 9,7 điểm. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ xin mời bước lên cần. Cân nặng cũ của Thủy Tiên là 103,9 cân và cân nặng mới 101,5 cân, bạn giảm được 2,4 cân, tương đương 2,3%. Tổng điểm của Thủy Tiên là 12 điểm. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn Thủy Tiên. Tính đến thời điểm này, Thủy Tiên là cao nhất và thấp nhất. Đó chính là anh Kiệt. Chúng ta còn lại 3 thí sinh. Và thí sinh bước ra đây sẽ là người không thuộc top nguy hiểm. Ai trong 3 thí sinh? Người này tới thời điểm này hiện tại đã có cơ rồi. Và đó chính là Ngọc Sơn. Mình yêu thích nhất là ca sĩ Tóc Tiên, một cô gái rất là cá tính và gợi cảm. Và không những thế, chị có sở hữu một giọng hát rất là khỏe, chị nhảy không khác gì một vũ công chuyên nghiệp và biết cách thu hút khán giả. Khi tập bài rất là mất tập trung, nhìn người ta không mà chị không có lo bài mình. Và nhiều khi thuộc bài người ta và bài mình không được. Không những mắng mình mà chị còn tép vào tay mình. Ủa, em đâu có trẻ con đến mức độ phải bị tép tay thế. Và mình luôn nghĩ là đây như là người mẹ thứ hai của mình hay sao ấy. Tuần trước quả thực là một sự bất ngờ đối với mình và cả chị Lịch. Mình đã được ban giám khảo cho 3 điểm 10 là một cái động lực, nhưng đồng thời cũng là một cái áp lực cho mình. Và mình phải cố gắng làm sao để cho ban giám khảo thấy là mình đang ngày một tiến bộ hơn. Mình và chị Lịch đã chọn bài hát Hot của Thu Minh. Thì mình và chị Lịch sẽ nhảy hip hop, mình sẽ đóng giả thành con gái và thể hiện những vũ điệu sexy, có những cái di chuyển bằng mông, bằng ngực mà mình thì cảm thấy rất là khó làm. Mình và chị Lịch sẽ cho các bạn thấy được sức nóng trong từng điệu nhảy. Các bạn hãy cùng đón chơi nhé. Chỉ cần lo ngại chỉ những dối gian rồi sẽ phai tàn. Chỉ cần ta hòa chung nhịp tim, đập thật nhanh đừng nên lặng im. Hãy một lần cháy hết những đam mê của mình. Anh say như cơn say, cứ đến cười ngỡ chẳng ngại gì trước đam mê, chẳng bước chân ta say.
đâu rồi Ngọc Sơn? Một tràng pháo tay cho Phạm Linh và Ngọc Sơn. Thưa quý vị, là xin cảm ơn chương trình rất nhiều đã đem đến một người phụ nữ mới lạ hấp dẫn. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn anh Trường Giang và xin cho em mượn Phạm Lịch lại trở về với sân khấu ạ. Xin chúc mừng phần trình diễn rất tuyệt vời của Ngọc Sơn và Phạm Lịch. Xin mời nhận xét đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Cái bài này nó có cái điểm nhấn, cái màn ảo thuật là cái phần đầu và cái phần kết. Thì anh thấy cái đó nó rất là hay, nó giúp cái bài của mình sáng tạo và thú vị hơn. Nhưng anh cần cái sự sáng tạo và thú vị nằm trong cái động tác. Cái sự biên bài nó cũng hay. Lịch em biên một cái bài rất là máu lửa, rất là nhanh và rất là khó. Mà cái vấn đề là Sơn, lúc em thể hiện cái bài này em nhảy mấy cái động tác, em phải kiểm soát cái lửa của em. Đúng là cái nhân vật của em nó phải hơi... over. Và lúc nãy anh thấy cái nhân vật của em thể hiện hơi quá đáng, và cái động tác của em nó không có sạch và nó không có rõ. Anh cần mấy cái động tác của em chắc hơn. Và coi chừng nếu mà mình diễn một cái nhân vật như vậy đó thì vừa đủ là được rồi. Nếu mà nó over quá thì anh thấy nó hơi khó xem. Xin cảm ơn anh John Huy Trần. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Tôi nghĩ rằng là bạn có quyền over khi bạn quyết định chọn một cái nhân vật là nữ. Thì bạn phải thuyết phục được cả cái nhìn nữa. Em vẫn còn làm chưa tới, vẫn còn quần sọt rộng của một thằng đàn ông con trai nhiều lắm. Mình làm tóc tai luôn như chị Thu Minh luôn. Hoặc là một cái, anh nghĩ là không khó đối với những trang phục ôm bó chặt của người. Mặt của Sơn có nụ cười đẹp nữa, làm con gái cho còn đẹp nữa. Cái đó là một cái sự mình chưa dám làm tới. Cho nên là cái động tác của mình nó bị over, nó sẽ bị dễ bị đánh giá là over quá so với ngoại hình. Nếu như em là con gái thì sẽ không bao giờ có cái sự nhận xét nào khác cả. Em có quyền làm những động tác còn hơn vậy nữa cơ. Bài thi này mạnh mẽ, sôi động có. Chỉ có một cái chỗ bưng bê của em á, nó chưa được gọi là professional 100% thôi. Đó, nó còn hơi hoang mang một chút. Có những động chỗ em làm cực tốt, nhưng mà có những chỗ em lại bị thả ra. Đó, em sẽ không giật tốt lại lần nữa. Nó không xuyên suốt 100%. Đó. Chứ chẳng có như động tác là hip hop hay là những tác mạnh mẽ, nó là sở trường của em rồi. Tuy nhiên để em nối tất cả những mắt xích đó lại với nhau á thì cái mắt xích nó chưa được rõ thôi. Yes. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Quả là hóa thân vào thần tượng thì không có dễ đúng không? Và chúng ta vẫn còn một vị giám khảo nữa. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Anh Đàm Vĩnh Hưng nhận xét là đúng đó. Nếu mà con đừng có nói là con là một cái vai nữ thì nó khác. Chú lúc nào chú không phải là chú có cảm tình rồi chú binh con đâu. Bây giờ có nhiều bạn nữ người ta con ăn bận vậy mà. Phong cách tomboy nó vậy thôi. Đó. Nhưng mà cái chủ yếu của Sơn ngày hôm nay là muốn khoe những cái nơi mà người nữ người ta cần khoe. Tức là ba vòng thì con thiếu mất một vòng. Nhưng nói về cái động tác thì con theo kịp chị Lịch. Động tác này nhanh nhé. Chú thích cái khúc mà hai người đánh cái tay này. Dạ, rất là đẹp. Chú Trân Huy là biên đạo. Cho nên là chú Huy nhìn theo một cái góc độ kỹ thuật nó dữ dằn hơn. À. Còn riêng bản thân của chú thì chú thấy là những cái động tác mạnh, dứt khoát, nó hơi over một chút. Nhưng đối với chú nó cũng không có gì là quá đáng. Bởi cái bài này nó mạnh như vậy thì mình không làm over, mình làm gì. Bây giờ nhạc nó tan 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 tan, mày cứ đứng mà vậy không là chết. Nhưng mà ráng cố gắng bứt phá hơn. Bởi vì tuần trước một cái bài mà nhận 3 cái điểm 10. Thì từ cái mốc điểm đó để nhìn thì dĩ nhiên giám khảo phải nhìn nó phải cao lên. Chúc mừng phần thi của Ngọc Sơn và cảm ơn Phạm Lịch nhé. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Và điểm của ban giám khảo dành cho Ngọc Sơn. Giám khảo John Huy Trần. Bài biên đạo hay, câu chuyện giải trí nhưng hụt hẫng về cái phần thể hiện của Sơn. 7 điểm. Xin cảm ơn anh John Huy. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Xin cảm ơn anh. Và giám khảo Hoài Linh. Tôi là lúc nào tôi cũng máu cái cặp này với cái cặp kia hết.
bây giờ có over hay không over gì, những cái bước nhảy nhanh như vậy mà con vẫn làm những cái động tác đó, đối với một cái người bình thường không nhảy nhót gì này nọ mà bây giờ đi vào con vẫn đi theo chị Phạm Lịch được, với cái những cái mà và lúc mà hai người bò ở dưới sàn này để cái động tác nó đều, nó cũng hơi là khó đó, nhưng mà con vẫn theo được đó. Lúc thương cái gì cũng được hết trơn á. Không, nhưng tôi thương chứ, thương cũng phải. Ủa vậy chứ mấy bữa bị chửi rồi hồi sao có thương được phải không? Bây giờ có hai thằng luôn là hỏi luôn á, có bị cho chửi chưa? Chú mà thương rồi là chú chửi dữ lắm, chửi banh xác luôn chứ không phải là chửi thường đâu. Đó, khán giả truyền hình nghe rõ nha, lâu nay mọi người cứ comment đó là sao anh Hoài Linh anh ghét Hương như vậy. Có anh Linh anh thương lắm luôn á. Thương. Bây giờ mới hiểu. Mà ngày hôm nay nè, đáng lý ra đó là chú cho con điểm tuyệt đối, nhưng vì còn thương cho nên chú đánh xuống một điểm, chú dành con 9 điểm. Con là được thương nè, được nói tới luôn nè, thấy không? Là hơn tụi chú luôn. Quý vị ban giám khảo ở đây, và điểm trung bình của Ngọc Sơn là 8 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và hãy bước lên chiếc cân phía trước để xem nỗ lực giảm cân của bạn tuần qua như thế nào. Cân nặng cũ 70 cân, cân nặng mới 68,2 cân, giảm 1,8 cân, tương đương 2,6%. Và tổng điểm của Ngọc Sơn là 10,6 điểm. Thí sinh có số điểm cao nhất vẫn là Thủy Tiên và thấp nhất chính là anh Kiệt. Chúng ta vẫn còn hai thí sinh, đó chính là Huyền Thanh và Minh Thảo đang chờ đợi để được thi. Và họ có vượt qua vòng nguy hiểm hay không? Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa. Cảm ơn toàn thể quý vị đã quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Up, bước nhảy ngàn cân. Và kính thưa quý vị, cho đến thời điểm này chúng ta còn lại hai thí sinh, đó chính là Huyền Thanh và Minh Thảo. Rất là áp lực, bởi vì anh Trường Giang biết không, Huyền Thanh là một bà mẹ đã có hai lần sinh nở. Minh Thảo thì ngay từ đầu cũng được đánh giá là một trong những cơ địa rất là khó xuống ký được. Cho nên hai bạn này rất áp lực. Tuy là một tuần qua đã nỗ lực rất nhiều nhưng mà không giảm được bao nhiêu anh ạ. Minh Thảo và Huyền Thanh đều đã từng lọt vào top nguy hiểm ở những tuần trước, và tuần này tiếp tục vào nguy hiểm. Không sao, em nghĩ là vẫn có cách anh Trường Giang. Vâng, và cách duy nhất để cho hai thí sinh của chúng ta lội ngược dòng đó chính là nhảy thật hay, thật giỏi, chinh phục khán giả và quý vị ban giám khảo ở đây. Và đó chính là thí sinh Huyền Thanh. Mình ấn tượng và yêu thích nhất là ca sĩ Thu Minh. Vũ đạo của chị rất là ổn, thân hình rất là bốc lửa. Và một điều đặc biệt của chị mà khiến mình yêu quý đó là chị vừa sinh con xong trong 5 tháng mà chị đã lấy lại được vóc dáng, chứng tỏ là chị chính là tấm gương mà những người phụ nữ đã có gia đình, đã có con như mình phải học tập theo. Quý Nam, dậy đi ta. Ủa, đang hả? Anh giờ đi tập à? Đang thực sự là quyết liệt, ngay cả trong việc giảm cân của mình, ngày nào cũng kèm mình, kèm như là trẻ con nít ấy. Quang đang cảm thấy khá là bực mình, Huyền Thanh hay viện cớ để kiểu mà trốn tập, đang tập muốn đi lấy vớ, rồi đi uống nước. Nói chung là sao đi hoài à, không hiểu nổi. Hay phát ngôn những câu làm cho Đăng mất tập trung lúc mà tập. Hay hỏi lắm, hỏi động tác này xuất xứ từ đâu, làm thử cho coi đi, có ai làm thành công động tác này chưa. Ngoài mấy cái đó ra thì ok hết rồi. Mình và Đăng đã bàn với nhau và quyết định chọn bài Anh của Hồ Quỳnh Hương với thể loại là múa đương đại. Bọn mình sẽ phải suy nghĩ ra những động tác khó hơn, độc đáo hơn để làm sao che mờ được cái bóng của hai tuần trước bọn mình đã làm tốt. Khi mà bọn mình nhảy đóng vai hai ông bà già gangster thì đã được sự đánh giá khá là cao của từ ban giám khảo. Tất cả mọi thứ nó đều tạo ra một cái áp lực rất lớn cho bọn mình tuần này. Hy vọng bọn mình sẽ tạo ra kỳ tích một lần nữa. Dẫu muôn vàn xa cách,
giây nào. Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp. Một cuộc sống bên em không có ai, không có ai. Thế nhưng sao thật khó, và em đã mỏi mệt bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng, chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá. Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em, hãy cho tình mình ngập tràn trong tim em. Và em hứa sẽ quên anh đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xưa mong trái, thiếu đớt em mỗi khi đông lạnh về. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa các bạn đã hoàn thành xong phần thi rất mệt, rất áp lực. Và bây giờ là ý kiến nhận xét đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Rất thích bài này, rất là thích bài này. Và nói thật là từ đầu trong cái chương trình đến giờ anh không bao giờ nghĩ mình sẽ có cái câu hỏi để xem một cái bài như vậy. Thiệt, anh nói thiệt, tại cái chất lượng trong cái bài này, cái kỹ thuật trong cái bài này nó rất là cao và chuyên nghiệp, và em làm được. Mỗi tuần mấy cái bài đăng biên cho em, nó tốt hơn, nó mạnh hơn, nó giải trí hơn, nó hay hơn. Nhưng đó chỉ là một số phần điểm, đúng không? Và hôm nay tiếc tại mình gặp em trong cái vòng nguy hiểm. Thì nếu mà em được đi tiếp theo thì cố gắng nhiều hơn nữa. Xin mời những lời nhận xét từ giám khảo Đàm Vinh Hưng ạ. Đây là một trong những sở trường, rất sở trường của Quang Đăng. Múa đương đại và những cái bước nhảy kích dựng nó mang màu sắc của Quang Đăng rất là rõ ràng, hiện đại, văn minh, đầy nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng cái diễn xuất và bước nhảy của các em á, ngày hôm nay nó rất là chuẩn luôn. Với Huyền Thanh thì cái cảm xúc của em tôi thích lắm. Em biết nuôi dưỡng và em biết giữ, và em bung ra nó rất là đúng chỗ. Những cái giận hờn, vẫy vùng của người con gái, mặc dù đã được năn nỉ, được nuông chiều, được vỗ về, nhưng vẫn cứ thích vẫy vùng. Cái cảm xúc này rất là khó làm, trừ khi nào người đó đã từng đi qua những cái ngày tháng cảm giác như thế thì mới lột tả được một cách nó tinh tế như vậy được. Tôi nói tôi còn thấy người tôi nó hơi rợn rợn này. Ông trời ông cho em một cái may mắn, cái cơ mặt của em diễn cảm buồn hay cảm xúc nó lên tới cao độ. Mà khi em vui, em láu cá, nhục bà già thì cũng rất là duyên dáng. Tôi nghĩ là em là một nhân tố sẽ gây bất ngờ đấy. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Từ đầu chương trình tới bây giờ thì có hai người gây cho tôi cảm xúc. Một là Thủy Tiên và hai là em. Bài này có đúng tâm trạng của em không? Cảm xúc của Tiên là cảm xúc của một tình yêu của tuổi mới lớn. Còn cảm xúc của em, nó ngoài cảm xúc một người yêu, một người vợ và cảm xúc luôn cho cả hai người con của em nữa. Em đưa tất cả những cái gì mình đang suy nghĩ, thành thử ra cái cơ mặt của em nó rất là tự nhiên nhưng mà nó rất là mãnh liệt. Tôi thì tôi thích cái cảm xúc này, những cái động tác của em và Quang Đăng. Tức là nó vừa mềm mại, nhưng trong cái sự mềm mại đó,
nó có cái sự mãnh liệt và tùy người bộc phát theo từng cái cảm xúc riêng. Có người thì dữ dằn, có người thì lặng lẽ nén đau thương lại, và em diễn tất cả ở đây đều đầy đủ đó. Bùng cháy có những cái động tác cũng rất là đẹp mắt. Quang đăng bài của con Dựng luôn hả? Lúc con Dựng con tự tin là chị Thanh làm được bao nhiêu phần trăm? Thật sự Đăng cũng chia sẻ với Huyền Thanh luôn là bài này Đăng Dựng hơi bị quá sức, bởi vì niềm tin mình đặt vô Huyền Thanh nó quá lớn, cho nên mình Dựng hết mức mình luôn, bởi vì Huyền Thanh không bao giờ phụ cái lòng tin của con đưa ra cho Huyền Thanh hết. Tôi muốn hỏi câu này là tại vì vậy nè, cái lúc hai bạn ngồi ở cái đoạn này để diễn cái bước qua đó, con lại trẻ hơn bên này hết một nhịp tích tắc thôi, nhưng mà Đăng lại trẻ hơn, thì tôi không biết là người nào là cái người có lỗi, nhưng mà tôi thấy Thanh này vào rất là đúng cái điểm đó. À, nhiều khi cứ giao hết cái trọng trách đó cho người ta rồi xong rồi mình sao lãng là không được đâu nha. Cô này không phải dặn vừa đâu đấy nhá. Mất cả tuần à. Thì con mất cả tuần để con biên bài rồi tập rồi la Huyền Thanh rồi mắng rồi. Có luôn hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng cái buổi thi thì con mới ôn bài cho con, cho nên chưa có chắc lắm. Bài chắc rồi. Bây giờ là Huyền Thanh được quyền chửi lại. Đấy, anh sao cho tôi như thế? Tôi vẫn làm được như thế. Trong khi đấy anh đang làm tệ hơn tôi. Nói chung là nói cho vui thôi. Cảm ơn Quang Đăng, cảm ơn Huyền Thanh rất nhiều. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và chúng tôi xin được phép giữ lại số điểm từ ba vị giám khảo. Mời hai bạn bước lên cần. Cân nặng cũ của Huyền Thanh là 66,4 cân và cân nặng mới là 65,8 cân. Bạn giảm được 0,6 cân, tương đương 0,9%. Xin cảm ơn Huyền Thanh, mời bạn về vị trí của mình. Và ngay sau đây sẽ là phần dự thi, phần trình diễn của Minh Thảo. Gặp anh đêm ấy lòng mình như ngây dại, từ trong phút giây biết em đã yêu anh từ lúc này và anh đã đến. Rất nhỏ thì Thảo đang nghe nhạc của chị Mỹ Tâm rồi, tới bây giờ cũng vậy, mình cũng muốn được hóa thân một lần thành chị ấy, nhưng mà mình nghĩ chắc là với cái vóc dáng như thế này thì không thể nào mà giống chị ấy được rồi. Mơ mà mãi gì, bỏ cứ tập đi con cô hoài đi. Đi nhanh. Tuần vừa rồi làm một cái tuần mà Thảo cảm thấy rất là buồn, bởi vì Thảo đã thể hiện không tốt cái bài nhảy của mình. Cũng có những tuần căng thẳng và những cái động tác khó thì vẫn chưa làm được á. Hải cũng bực lên thì mỗi đứa đi một góc thôi. Mỗi lần tập với Thảo thì cảm giác như đang trong một cái gọi là lò mổ heo ấy. Có một số động tác khó hay cái gì Thảo sẽ là có những động tác tương đối là nặng, Thảo phải làm hết sức mình để mình biết cái sức mình tới đâu để mình hoàn thành cho tốt. Thực sự những gì mà anh nói ra chỉ là những cái góp ý muốn cho em khắc phục để mà sau này có thể là tốt hơn. Thảo và anh Hải sẽ thật cố gắng trong tuần này để đem đến cho tất cả quý vị một tiết mục hấp dẫn.
chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tặng cho cặp đôi Áp Lực vì là thi cuối cùng trong đêm hôm nay. Và sau đây sẽ là nhận xét đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Trong cái bài này anh thấy rõ ràng có hai cô gái tự tin. Yes. Rất là tự tin. Nhiều động tác cũng hay nè. Lúc Thảo có cái này tự tin lắm. Và lúc em bê đỡ Hải đó là giống em đang đi cái gương mặt của em thể hiện là đây là độ của tôi. Cái kiểu như vậy rất là tự tin. Mấy cái động tác nó cũng sạch sẽ và rõ. Mà có một chút xíu anh mong muốn thêm trong cái bài này, vì mỗi tuần mình cần kỹ thuật cao hơn và chắc hơn. Và nó có một phần lúc hai em đi qua đi lại đó, thì cái đó cũng có ý nghĩa trong cái bài. Tự tin đi qua bên đây, liếc bên đây, đi qua bên kia, liếc bên kia. Nhưng mà mình cần thêm điểm nhấn hay cái gì đó để cho nó thú vị hơn một chút xíu. Nói chung thì bài này anh thấy nó ổn. Xin cảm ơn anh John Huy Trần. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Thật ra thì cái bài này tôi lại có ý kiến khác với John Huy. Tức là những cái động tác là cái sự sắp xếp rất đẹp, nhưng tôi vẫn nhìn thấy cái sự chệch choạc ở trong này. Bởi vì khi đi á, cái bài này nhịp phách nó rất rõ ràng á. Và khi đi như vậy á, tôi không hiểu sao mà chỉ có cái đi như biểu diễn thời trang thôi để tạo cái sự chảnh chệ cho mình. Tiếc là những cái bước đi đó nó không có đem lại cho tôi cái sự thu hút vào cái đó. Chắc là do cái cơ thể của mình như thế nó hơi nặng nề. Chứ Hải thì lại đi đẹp hơn. Nhìn ông Hải ông đi thấy nó... Em nói hai cô gái rất là tự tin. Hai cô gái tự tin. Cảm ơn Hải. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Một tiết mục để kết thúc chương trình rất là xứng đáng, sôi động, vui vẻ đã khiến mọi người phải chú ý. Vì là các bạn đã từng có những bài thi làm nức lòng giám khảo cũng như là khán giả, cho nên là cái sự yêu cầu hoặc sự trông chờ hoặc sự soi mói của mọi người sẽ dành cho bạn nhiều hơn. Đó là giống như một cách mà xây một bức tường thành lên thế này, thì bức tường tiếp theo mình phải xây cao hơn nữa, mình phải tự leo qua bức tường đó. Đó là cách chơi rất là dại mà tôi cũng đã từng chơi cái trò chơi đó. Tuy nhiên mọi thứ đều có thể nhìn với một cái nhìn dễ chịu hơn thì sẽ không thấy gì. Đúng như anh Hoài Linh nói, mình phải cố gắng hơn nữa. Không phải tuần này mà cả một cái chiến lược luôn cho mình lên sẵn để sẽ thấy hay, có kết quả tốt hơn. Chúng tôi sẽ được giấu phần điểm của ba vị giám khảo lại để sau. Mời Minh Thảo lên cân. Cân nặng cũ của Minh Thảo là 78,4 cân. Cân nặng mới là 77,3 cân. Bạn giảm được 1,1 cân, tương đương 1,4%. Xin cảm ơn Minh Thảo. Mời Minh Thảo trở lại đây. Chúng tôi cũng xin mời lại Huyền Thanh và thí sinh có tổng điểm thấp nhất cho đến thời điểm này, đó chính là anh Kiệt. Và sau khi ban giám khảo cho điểm hai thí sinh còn lại thì chúng ta sẽ biết được ai sẽ là người phải chia tay với chương trình. Anh Kiệt hiện tại có số điểm thấp nhất trong năm thí sinh đã được biết điểm, đó chính là 9,4 điểm. Nếu như hai bạn còn lại cao hơn anh Kiệt thì các bạn an toàn, và thấp hơn buộc phải chia tay với cuộc thi. Đầu tiên xin hãy đến với số điểm của Huyền Thanh. Hiện tại điểm giảm cân của Huyền Thanh là 0,9%. Xin mời giám khảo John Huy Trần. Bài của Huyền Thanh, nhớ điểm của giám khảo chỉ là 50%. Nếu mà mình được điểm cao, mình cần giảm cân, mình phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. 10 điểm. Wow. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Nhảy như vậy thì làm sao mà không lấy điểm 10 được. 10 điểm. 2 điểm 10. Và giám khảo Hoài Linh ạ. Hai người kia cho điểm 10 thì tôi cũng vậy à. Và như vậy là điểm trung bình của ba giám khảo là 10 điểm cộng với phần trăm giảm cân. Như vậy Huyền Thanh được 10,9 điểm. Xin chúc mừng Huyền Thanh, bạn an toàn. Số điểm của anh Kiệt 9,4 điểm. Và điểm giảm cân của Minh Thảo là 1,4%. Và xin mời ban giám khảo chấm điểm cho phần thi của Minh Thảo.
Số điểm đầu tiên xin mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 8. 8 điểm. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Tôi cũng sẽ bắt chước Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Xin cảm ơn anh. Dễ ăn nha. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần. Wow, wow là 9-10 không ạ? No, wow là... Wow là 9-10 rồi. Là đây là cái điểm... quan trọng. Và số điểm đó là... 8 điểm. 8 điểm. Và điểm trung bình của ba vị giám khảo là 8 điểm cộng với 1,4%. Điểm của Minh Thảo là 9,4. Và như vậy là điểm Minh Thảo hiện tại đang bằng với điểm của Anh Kiệt. Anh Kiệt. Một lần nữa, hai thí sinh của chúng ta, hai thí sinh lọt vào vòng nguy hiểm lại bằng điểm nhau. Nhưng một người sẽ ở lại và một người phải ra về. Chúng ta chờ đợi. Cái phần thử thách tiếp theo là Minh Thảo và Anh Kiệt sẽ thi đấu. Battle, thi đấu với nhau. Battle. Và bây giờ hai bạn sẽ đấu như thế nào? Mời anh Trân Huy ạ. Ban tổ chức sẽ mở một bài nhạc và hai bạn sẽ có thời gian để thể hiện một cái tốt nhất, một cái đặc biệt nhất của mình trên cái sân khấu này. Hết sức hết mình. Cố lên. Một sự thách thức mà ban giám khảo lại dành cho hai thí sinh của chúng ta. Hai thí sinh đã lọt vào vòng nguy hiểm, chiến đấu với nhau thêm một lần nữa. Và không để quý vị chờ lâu. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thảo, và ban giám khảo sẽ là người chọn nhạc cho các bạn. Vâng. Để xem các bạn có người xứng đáng đi tiếp hay không. Như vậy Minh Thảo và Anh Kiệt đang sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực tiếp để giành quyền ở lại với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi âm nhạc mà giám khảo lựa chọn. Âm nhạc bắt đầu. Quý vị cũng có thể thấy là cái độ mà quẩy và cái độ mà gọi là phiêu theo nhạc của hai bạn vô cùng kinh khủng khiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi kết quả từ ba vị giám khảo. Họ sẽ đưa phiếu và chúng ta đọc tên. Ai được đọc tên hai lần là người ở lại với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Xin mời Đinh Ngọc Diệp. Trên tay Ngọc Diệp là 2 phiếu và anh Trường Giang giữ 1 phiếu. Ngọc Diệp xin đọc trước ạ. Minh Thảo. Và lá phiếu tiếp theo thuộc về Minh Thảo. Minh Thảo là người ở lại với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Và anh Kiệt sẽ là người dừng cuộc chơi. Chắc hẳn là cảm xúc của anh Kiệt đang rất là khó tả. Không biết là anh Kiệt có muốn chia sẻ điều gì với các bạn và chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân hay không? Thì thật sự đi đến đây nó cũng là một cái hành trình khá dài đối với Kiệt rồi. Dù có ở lại cuộc thi hay không thì Kiệt vẫn cố gắng giảm cân thật tốt để có thể xuất hiện cùng các bạn trong một ngày nào đó. Chúc tất cả mọi người ở đây sẽ giảm cân thật tốt và có những bài nhảy thật hay cống hiến cho khán giả. Xin cảm ơn ban giám khảo. Xin cảm ơn tất cả mọi người khán giả hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ hỏi anh Kiệt một câu cuối cùng. Là cho đến thời điểm này, nửa chặng đường đã trôi qua, bạn giảm được bao nhiêu ký? Tính tới hôm nay là khoảng 27 ký. Wow!
Đó chính là sự thành công của riêng anh Kiệt ngày hôm nay. 27 kg, chúng ta dành một tràng pháo tay nữa. Anh Kiệt là thí sinh có cân nặng cao nhất so với tất cả các bạn còn lại. Và giờ đây anh Kiệt chia tay với chương trình của chúng ta. Hẹn gặp lại bạn trong một ngày gần đây anh Kiệt nhé. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 21 giờ 15 phút trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.